Hello, xin chào cả nhà. Như vậy là đợt rồi á, mình có học một cái món rất là ngon là trà trái cây tươi ngâm đúng không? Và Nhi đã thấy rất là nhiều cái thông tin gửi về là muốn học thêm một món gọi là món trà mãng cầu ngâm nữa. Cho nên ngày hôm nay Nhi sẽ giới thiệu món trà mãng cầu ngâm đến chúng ta nha. Và để được chia sẻ nhiều công thức hơn nữa đó, ngoài cái việc trà trái cây ngâm hay là trà mãng cầu ngâm mình được học nè, thì cả nhà mình hãy comment những cái món trái cây ngâm nào mình thích học ha. Ví dụ như mơ ngâm nè, rồi mận ngâm này, hay là thơm, hay là ổi vân vân. Thì nói chung mình muốn học thêm món trà trái cây ngâm nào nữa đó thì mình nhớ comment nha, rồi Nhi sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Rồi, mà bây giờ thì trước khi mà đi vào phần học món ngày hôm nay là món trà mãng cầu tươi, thì chúng ta giúp Nhi á là mình comment đường truyền nha. Nếu mà nhìn rõ và nghe rõ thì giúp Nhi comment rõ, còn nếu chưa thì giúp Nhi comment chưa, để chúng ta kiểm tra đường truyền cho thật là tốt trước khi mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều cho phần comment. Vậy bây giờ đường truyền đã sẵn sàng, chúng ta cũng sẵn sàng bắt tay vào để làm món trà mãng cầu. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu nguyên liệu nhé. Rồi, để làm trà mãng cầu thì tất nhiên mình phải có mãng cầu rồi. Và mãng cầu là chín này, mãng cầu vừa chín tới là ngon nhất. Thường á, trái cây nào cũng vậy hết nha, mình mua cái loại vừa chín tới á, thì nó sẽ đạt được cái giá trị dinh dưỡng cao nhất, cũng như là mùi thơm nó đang ở cái dạng là đỉnh điểm nhất. Cho nên ở đây là như mua loại vừa chín tới thì cái vỏ nó còn xanh xanh, nó không có bị ngã vàng nhiều quá ha. Rồi tiếp theo nữa là Nhi có nguyên liệu là trà. Để làm trà trái cây thì Nhi cũng có chia sẻ trong vài bài rồi, đó là trà trái cây á thì chúng ta không nên dùng trà đen, mà chúng ta chỉ nên sử dụng trà ô long hoặc trà xanh. Và ở Học viện Vinh Ba mình thì cũng có dùng hai loại, một là trà ô long lộc phát hoặc là trà xanh mà dạng lá nhuyễn lộc phát. Thì ở đây ngày hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn cả hai, nhưng mà ở đây Nhi ưu tiên hướng dẫn về trà xanh dạng lá nhuyễn của lộc phát hơn á, bởi vì là nó sẽ cho ra một cái chất lượng trà trái cây ngon tương đương với việc mình dùng trà ô long, mà giá vốn của trà đó chỉ bằng một nửa ha. Bởi vì khi mình mua cái trà xanh dạng lá nhuyễn này, nó chỉ từ, Nhi không nhớ chính xác, nó khoảng 150-160 gì đó, nhưng mà khi mình mua sang cái trà ô long thì 320 đấy. Cho nên là ô long thì cũng rất là ngon nha, chứ không phải là không ngon. Tuy nhiên là muốn giá vốn tối ưu thì mua cái trà xanh dạng lá nhuyễn giùm Nhi của hãng Lộc Phát ha. Và đặc biệt là cái trà xanh dạng lá nhuyễn của hãng Lộc Phát này, nó sẽ có cái mùi thơm, cái độ đắng, độ chát vừa phải để mà mình làm trà trái cây nó ngon, chứ không phải trà xanh nào cũng ngon nha cả nhà. Rồi, nguyên liệu tiếp theo mình cần là muối ăn, rồi nước cốt tắc và đường. Ở đây Nhi có 300g đường cát trắng. Như vậy là bằng những nguyên liệu của Việt Nam rất là đơn giản thôi, quen thuộc xung quanh chúng ta, thì sắp sửa đây mình sẽ được học một món trà mãng cầu mà Nhi đảm bảo luôn, khi mình uống vô đó thì nó sẽ bùng nổ vị giác, bởi vì nó quá ư là ngon, quá thơm, quá ngon và rất là tự nhiên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần đầu tiên, đó chính là phần làm cái phần mãng cầu ngâm nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ làm theo công thức là 1 kg cơm mãng cầu. Thì để mà mình có được 1 kg cơm mãng cầu thì mình sẽ mua khoảng 1.2 kg đến 1.3 kg, để khi mình bỏ vỏ, bỏ hạt, bỏ cùi thì nó còn lại 1 kg cơm ha. Thì cứ 1 kg cơm mãng cầu mình sẽ sử dụng với 300g đường cát trắng. Bây giờ là công việc của mình là mình sẽ bỏ vỏ, bỏ hạt và bỏ cuống. Còn nếu trường hợp ai mà thích để hạt cũng được, thì lúc đó khách của mình phải tự lừa hạt ra, thì lúc đó không biết người ta có hài lòng không nữa. Nhưng mà nếu mà Nhi làm thì Nhi sẽ bỏ luôn hạt nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu cắt ra và sơ chế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái gọi là năng lực đặc biệt để chúng ta bổ trái mãng cầu này nha. Đó chính là hai hai. Wow, anh chị thấy ghê không? Rồi bây giờ để xẻ nó ra cái đã. Hả? Thì thay vì mình dùng khinh công mà mình không có khinh công, thôi mình dùng dao mình cắt ha anh chị ha. Xẻ ra rồi thì Nhi sẽ lấy cái phần cuốn ra trước. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ tách ha. Mình sẽ gạt cái vỏ đi trước này cả nhà. Đó, lấy cái vỏ ra. Mình không phải cắt mà mình theo kiểu lột cái vỏ ra ha. Rồi mình lột vỏ tới đâu á thì bây giờ mình sẽ cho vào cái
cái thau tới đó. Rồi mình kiếm cái thau thế này nè, để mình cho mảng cầu vô ha. Để mình dùng dao mình cắt thế này nè, thì mình sẽ lấy được cái hạt rất là dễ dàng ha. Chà, cái mảng cầu này cũng hơi ít hạt nha. Đó, mình dùng dao mình cắt như thế này này thì mình sẽ lấy hạt rất là dễ ha. Còn trường hợp anh chị nào mà để nguyên hạt á thì chỉ cần luộc xong cái vỏ thôi. Luộc xong cái vỏ là mình cho vô luôn. Đó, rất là ngon thôi. Chà, coi này, nguyên một đoàn lớn không có hạt luôn. Thì coi như mình cũng may mắn ha, trời cũng thương ha. Rồi bây giờ mình cho 300g đường cát trắng vô. Đã 1kg mãng cầu 300g đường cát trắng. Để cho ngon hơn, mình sẽ dùng 1g muối ăn nha. Sau đó mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Mình trộn cho đều cái hỗn hợp mãng cầu và đường. Rồi sau khi trộn đều rồi mình sẽ đậy nắp kín, mình bọc bằng một thực phẩm lại này, hoặc là mình có thể chuyển sang một cái nào mà có nắp, mình đậy nắp kín, mình để nhiệt độ thường từ 3 cho đến 4 tiếng đồng hồ để cho trái cây và đường nó ngấm vào nhau. Rồi sau đó mình sẽ đem đi bảo quản ngăn mát và dùng dần, thì thời gian bảo quản được 1 tuần hoặc hơn luôn cả nhà nha. Như đã làm thử rồi nên mình cứ yên tâm. Đó, thì như vậy là chúng ta đã xong cái phần là mãng cầu ngâm đường. Ở đây thì Nhi sẽ có một phương pháp nữa là mình cũng có thể đem cái hỗn hợp mãng cầu này mình xên trên lửa nhỏ khoảng 30 phút thì nó cô đặc lại, nó cũng rất là ngon. Tuy nhiên ở đây là Nhi muốn làm tươi á, để nó có cái vị tươi mát, đồng thời cả nhà biết rồi đó, trái cây tươi hay rau củ quả tươi á thì nó sẽ vẫn là nhiều vitamin hơn, khoáng chất hơn cho chúng ta so với việc mình nấu chín ha. Vì vậy chúng ta làm tươi chỉ cần ngâm đường là đủ ngon rồi nha. Như vậy là phần ngâm mãng cầu đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần ủ trà. Ủ trà thì mình có thể sử dụng trà xanh dạng lá nhuyễn, mình sử dụng là 40g, ủ với 3 lít nước sôi 20 phút, sau đó thêm 1kg đá bi và 7.5ml muối ăn để có được nước cốt trà. Hoặc là nếu mình không có trà xanh Lộc Phát dạng lá nhuyễn á, thì mình sử dụng 50g trà ô long Lộc Phát kết hợp với 3 lít nước sôi, ủ 20 phút, sau đó cho thêm 1kg đá bi và 7.5ml muối ăn thì ta được nước cốt trà ô long để làm trà trái cây. Tuy nhiên thì Nhi khuyên là chúng ta nên dùng trà xanh dạng lá nhuyễn của Lộc Phát, bởi vì cái giá vốn nó rẻ hơn. Ví dụ trà xanh dạng lá nhuyễn của Lộc Phát mua thì tiền chỉ bằng khoảng một nửa so với tiền mua trà ô long Lộc Phát mà thôi nha. Cho nên mình dùng trà nào cũng được, trà nào cũng ra cái chất ngon hết, ngon tương đương nhau. Tuy nhiên là để tối ưu giá vốn thì tùy mình lựa chọn. Rồi bây giờ như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kỹ cái thao tác về việc ủ trà nha. Rồi mời cả nhà đến với phần ủ trà. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bước đầu tiên, đó chính là bước ủ trà. Thì ở đây là để ủ trà mình sẽ cần có một cái thiết bị có khả năng giữ nhiệt. Ví dụ ở đây đang dùng là cái bình ủ ha. Còn nếu mình có bình ủ thì tốt, không có thì mình có thể mua những cái bình nhựa mà có khả năng giữ nhiệt để mình ủ trà cho nó ngon nha cả nhà nha. Và ngoài ra chúng ta sẽ cần có túi vải lọc trà. Mà ở đây á, do cái trà của mình nó rất là mịn như thế này. Đó, nó rất là mịn như thế này ha. Cho nên á, bình thường là chúng ta dùng có một cái túi vải lọc trà thôi. Nhưng mà do trà xanh của mình là dạng lá nhuyễn á, nên chúng ta sẽ dùng 3 cái túi vải lọc trà. Chúng ta sẽ dùng 3 cái túi vải lọc trà để chúng ta lồng vào nhau, để đảm bảo là cái độ mịn của trà đó, mịn cỡ nào thì nó cũng không rơi ra ngoài được nha. Đó, cho vào. Cho 40g trà xanh dạng lá nhuyễn vào túi ha. Rồi chúng ta rút các cái dây lại, rút tất cả các cái dây lại ha, buộc chặt. Rồi rút dây, buộc chặt nha cả nhà nha. Rồi buộc cho thật là chặt ha. Rồi sau khi chặt như vậy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nấu 3 lít nước sôi nha, nước sôi 100 độ C cho vào thùng ha.
Rồi chúng ta sẽ cho 3 lít nước sôi vào bình. Sau khi cho nước sôi vào bình rồi, để cho trà nó nhanh chóng được ra hết chất trà, thì chúng ta sẽ lấy cái que khuấy chúng ta dầm. Cái vá cũng được, chúng ta dầm. Đó, anh chị thấy khi mình dầm một cái thì trà nó ra liền trong nước, thấy không? Mình dầm như vậy cho cái phần nước nó ngấm vào trà, thì mình ủ trà đó, thì trà nó mới ra được hết chất trà ha. Còn mình không dầm thì nó không có ra được nhanh bằng. Rồi, sau khi dầm xong á, thì chúng ta đậy nắp. Chúng ta ủ nóng giữ trà trong bình và ủ nóng 5 phút. Rồi, như vậy là chúng ta đã ủ được 5 phút rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở nắp ra và vắt nước cốt trà nha. Đó, chà. Rất là thơm luôn cả nhà. Và bây giờ mình sẽ dùng cái que này nè, mình dầm. Mình dầm cho trà nó ra hết. Vậy là chúng ta có hai lần dầm đúng không? Lần đầu khi đổ nước sôi vào cũng dầm. Rồi sau khi ủ đủ thời gian 5 phút rồi chúng ta cũng dầm nữa ha. Mình ủ trà nào cũng vậy. Mình phải dầm trước và dầm sau như thế này. Để cho những cái trà nó tồn đọng ở trong túi vải đó, nó sẽ được hòa vào với phần nước trà để mình lấy hết cái cốt trà của mình nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ gấp cái túi vải lên, gấp ở cái đầu ha. Đây, gấp ở cái đầu như thế này. Cầm kéo lên, rồi nhúng lên hạ xuống vài lần để cho những cái nước cốt trà còn ứ ở trong túi á, thì nó sẽ được ra hết ha. Đó, sau đó chúng ta sẽ quấn như thế này. Chúng ta sẽ quấn như thế này để vắt. Đấy. Vắt hết nước nha. Sau khi vắt xong rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cho 1 kg đá bi vô. Mục tiêu của việc cho đá bi vô á, là để làm nguội cái nước trà và mình có thể dùng được ngay. Ngoài ra thì với 40g trà xanh dạng lá nhuyễn á, thì chúng ta nên cho 4 lít nước. Nhưng mà lúc đầu á, thì Nhi chỉ có cho 3 lít nước sôi thôi. Nên bây giờ Nhi cho thêm 1 kg đá nữa nha, là đủ nước. Thứ nhất là cho 1 kg đá bi là đủ lượng nước để ủ trà. Thứ hai là làm nguội trà nhanh để sử dụng được ngay. Và mình có thể đẩy nắp mình bảo quản liền mà trà nó lâu hư. Và nó giữ cái mùi thơm của trà nha cả nhà. Rồi chúng ta khuấy cho đá tan hết. Sau đó chúng ta cho muối ăn vô. Thì trong các công thức nước trà để làm trà trái cây á, 4 lít nước á, thì mình sẽ cho tầm khoảng là 7.5ml muối ăn. Để trong cái nước trà nó có muối á, thì xíu nữa đó là mình chỉ cần cho thêm đường thì nước trà nó rất là ngon. Cái vị pha trà trái cây nó rất là ngon, nó ngọt thanh. Còn nếu mình không cho muối á, thì cái độ ngọt nó không được thanh, nó sẽ hơi gắt nha. Rồi bây giờ chúng ta khuấy cho tan đá và tan muối luôn. Rồi, sau khi ủ trà xong thì mình có thể chiết ra những cái bình nhựa hay bình thủy tinh có nắp, mình đậy kín, mình bảo quản ngăn mát, dùng dần. Hoặc là nếu mình làm ít, mình dùng trong ngày á, mà trong cái quán của mình là có điều hòa đó, thì mình cũng có thể để ở nhiệt độ thường và dùng dần trong ngày nha. Nước cốt trà này á, thì trong vòng 7 ngày thì nó mới hư. Khi nào nó chua thì chúng ta không có dùng nữa. Tuy nhiên là nước trà sẽ ngon nhất trong vòng 3 ngày đầu. Vì vậy là mình chỉ nên làm một cái lượng vừa đủ để bán trong ngày, dư một chút thì bán sang ngày hôm sau thôi nha. Chứ còn tất nhiên là 7 ngày mới hư, nhưng mà chất lượng ngon nhất thì tầm khoảng 1 đến 3 ngày đầu. Cả nhà lưu ý điểm này ha. Rồi như vậy là chúng ta đã xong phần ủ trà. Bây giờ Nhi sẽ đến phần tiếp theo là phần sơ chế ha. Rồi bây giờ Nhi sẽ ra món trà mãng cầu bằng bình lắc nha. Là ở đây á, mình sẽ dùng cái mãng cầu mình đã ngâm với đường nó thì nó đặc lắm. Cái thành phẩm của nó là nó cứ sền sệt như vậy này cả nhà. Đó, nó đặc, nó không phải như cái trà trái cây mà mình chia nước ra nha. Nên mình để chung vậy luôn. Khi múc á, thì mình trộn đều lên. Sau đó mình 1 ly 500ml á, thì mình sẽ sử dụng cho như là 100g.
Nhưng mà ở đây á, Nhi đã cân thử cho chúng ta rồi nè. Nếu 100g nha, đây là 100g, thì Nhi dùng cái ly đông á, thì Nhi thấy nó tầm khoảng 90 á. À, cho nên nếu mà để cho mình dễ làm món á, mình khỏi cần phải cân á, thì mình lấy cái ly đông nè, mình đông cái lượng mức tới khoảng 90 là đủ cái lượng 100g mãng cầu ha. Đây mình, rồi bây giờ mình sẽ cho cái mãng cầu này vô bình lắc. Để cho thơm ngon hơn á, thì mình sẽ nên dầm cái mãng cầu ra. À, bởi vì mãng cầu mà nó được dầm ra nước á, đừng có sợ nha, nó dai lắm. Anh chị đừng có sợ nó nát, kiểu gì nó cũng còn miếng hết á, mãng cầu nó dai dữ lắm. Đó, mình dầm thế này, mình dầm khoảng 10 lần. Để cho cái mãng cầu nó ra nước á, thì cái trà mãng cầu của mình nó sẽ thơm hơn. Rồi mình sẽ rót nước trà vô ha. 120ml nước cốt trà. Rồi tiếp theo chúng ta cho vào đây là 10ml nước đường. Rồi tiếp theo chúng ta cho vào đây là 5ml nước cốt tắc. 5ml nước cốt tắc nha. Tắc á, thì mình vắt á, là mình lưu ý á, là mình lấy cái rây mình lược. Mình lược cái phần hạt ngay từ đầu để không làm đắng nha. Ngoài ra vắt nhẹ tay thôi. Để cái tinh dầu của vỏ nó không rớt vào nước thì nó không đắng. Để được cả tuần nha. Trong ngăn mát. 5ml nước cốt tắc. Mình khuấy đều hỗn hợp lên. Tiếp theo mình cho đá bi vô. Đậy nắp. Đậy nắp lớn trước, sau đó đậy nắp nhỏ. Rồi lắc. Mình có thể lắc dọc hoặc là lắc ngang. Lắc khoảng 10 đến 15 lần là được nha. Đó, chúng ta có một ly trà rất là ngon. Bây giờ chúng ta ra ly thôi. Ra ly thì mở nắp nhỏ trước, sau đó chúng ta tiếp theo mở nắp lớn. Rồi, chúng ta rót cho ly nhé. Wow, hấp dẫn quá. Wow. Tiếp theo á, là mình có thể trang trí mãng cầu này, hoặc là mình có thể sử dụng một vá trân châu ba quy ha, vào giữa ly. Rồi, trân châu ba quy uống với trà trái cây là không còn gì bằng luôn đó. Rồi, tiếp theo mình có thể cho nó một cái lá đinh hương lên trên cùng như thế này. Bẻ hơi cong một chút, nhìn cho nó mềm mại. Đấy, dễ thương. Rồi nếu mình có hoa thì mình trang trí thêm hoa. Đấy, mình phải có chuẩn bị hoa. Hoa cúc xanh rất là dễ thương. Đó, nhìn một cái ly trà mãng cầu rất là tươi mát. Và anh chị nhìn trong cái thân nè. Rồi nó có những cái miếng mãng cầu tươi hấp dẫn như thế này. Và Nhi đảm bảo cái món này là thực sự là rất ngon nha. Như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong một món trà mãng cầu ngon bá cháy bù chét luôn rồi đó. Và coi như là uống vô một cái á, thì nó sẽ bùng nổ vị giác rất là tuyệt vời. Đối với những đường người ăn kiêng á, mình có thể thay cái đường cát trắng bằng đường ăn kiêng. Cứ 10g đường cát trắng á, thì mình sẽ thay bằng một gói đường ăn kiêng là 2g đường ăn kiêng bắp nha. Nhớ nha, cứ 10g đường cát trắng thì bằng 2g đường ăn kiêng bắp. Và với những ai ăn kiêng, mình sẽ sử dụng công thức đường ăn kiêng để làm. Và bây giờ là cái đoạn mà đặc sắc, là chúng ta nói về giá vốn. Giá vốn của chúng ta, trà thì đã ngon rồi, mình làm hoàn toàn từ nguyên liệu là thiên nhiên, không có thêm những cái mức siro syrup nữa. Và nó sẽ tốt cho sức khỏe chúng ta hơn so với những cái phiên bản dùng bằng mức. Thì như vậy á, giá vốn của một cái ly mà trà mãng cầu, hoặc một cái ly trà mãng cầu ha, mà chúng ta sử dụng mãng cầu tươi mà không sử dụng trân châu nha, thì giá vốn chỉ có 6.300 là tính luôn tiền ly muỗng ông hút đem về là 1.300 đó. Nếu mua chai thì mình mua chai nhựa thì nó cũng khoảng 1.300-1.400. Thì tổng cái chai này nè, nếu dùng bằng chai nhựa, giá vốn chai khoảng 1.300 đó, thì chai này nè giá vốn chỉ có 6.300 mà thôi. Cả nhà mình có thấy là một cái chai mãng cầu mà rất là chất lượng, dùng từ 100g mãng cầu với trà xanh mà ra ngon như vậy mà 6.300 thì có tuyệt vời không ạ? Nếu có nhớ thả tim cho Nhi đoạn này nha. Và đặc biệt nếu như mình có dùng thêm trân châu ba quy á, thì một vá giá vốn 2.000. Và nếu có thêm topping, giá vốn sẽ là 8.300.
Vậy lượng calorie của cái chai mà chúng ta, chai hoặc ly chúng ta đang dùng mà không có trân châu ba quy nhá, thì lượng calorie là 213 calo thì cũng rất là ổn đúng không? Thường một ly trà sữa là khoảng 500, nhưng uống sang trà trái cây thì cái calo nó còn 213 thôi. Đó. Còn tất nhiên nếu mà mình dùng đường ăn kiêng á thì lượng calo mình trừ đi 10ml đường ăn kiêng thì mình sẽ trừ khoảng 40 calo cho cái ly này ha, thì còn đâu đó khoảng 150 ha. Rồi, nếu mà ăn kiêng á, dùng đường ăn kiêng á, một gói đường ăn kiêng thay cho 10ml nước đường thì lượng calo là 150. Còn nếu mà chúng ta làm với nước đường luôn thì lượng calo cho ly 500 mà Nhi vừa ra công thức đó, 213 calo nha. Rồi, nếu trường hợp mà mình không có ngâm trái cây mà mình dùng trái cây tươi mình làm được không? Câu trả lời là được nha, nó vẫn ngon. Tuy nhiên là nó sẽ không có bảo quản được cái mãng cầu được lâu. Còn nếu mà mình ngâm cái mãng cầu với đường như Nhi hướng dẫn đó, sau đó mình bảo quản ngăn mát thì mình bảo quản được cả tuần 10 ngày mà mình dùng vẫn rất là còn ngon. Bởi vì đường á, nó cũng làm hạn chế cái quá trình mà mãng cầu hư á. Đó, mãng cầu bị oxy hóa và hư. Còn nếu mình để mãng cầu bình thường trong ngăn mát á, thì thường cũng được 3-4 ngày là hư rồi đúng không? Đấy. Cho nên nếu mà mình ngâm đường như vậy á, thì nó lâu hư. Còn nếu trường hợp mình không ngâm đường mà mình làm trực tiếp thì sao? Được luôn. Thì bây giờ nếu làm trực tiếp chúng ta làm như sau. Thì chúng ta phải có một cái máy xay sinh tố ha. Chúng ta cho 120ml nước cốt trà vô, cho 100g mãng cầu tươi vô, từ 80 tới 100g mãng cầu tươi vô. Sau đó mình cho tiếp giùm Nhi là 30ml nước đường, rồi 5ml nước cốt tắc. Sau đó mình xay đều cái hỗn hợp đó lên, rồi mình bỏ thêm đá uống thì nó cũng ngon, tương đương. Nhưng mà chỉ có khác là nếu chúng ta làm tươi từng ly như vậy thì cái việc bảo quản mãng cầu nó không tốt bằng thôi. Rồi nếu không có máy xay làm được không? Được luôn. Cái gì cũng được hết, nhưng mà tất nhiên là dùng máy xay hoặc là ngâm thì ngon hơn ha. Còn nếu không có máy xay nè, mà cũng không có ngâm mãng cầu được luôn á, tại vì mình hơi lười á, thì bây giờ mình làm trực tiếp bằng cách mình cho 100g mãng cầu vô ly, dùng cái chày dầm, dầm hơi nhiều một chút, chúng ta dầm khoảng 30 giây cho mãng cầu ra nước. Sau đó chúng ta mới cho tiếp 30ml nước đường vô, rồi cho 120ml nước cốt trà vô, 5ml nước cốt tắc vô, khuấy đều, cho đá và thưởng thức. Rồi, như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn 3 công thức luôn đó nha. Công thức làm bằng mãng cầu ngâm, công thức mãng cầu không ngâm mà dùng máy để xay, và công thức mãng cầu không ngâm mà dùng chày để dầm. Trời ơi, học 1 mà được 3, lời quá rồi đúng không? Rồi, cả nhà mình hãy bắt tay vào thực hiện món trà mãng cầu để ứng dụng vào trong menu quán mình cho mùa hè này nha. Và hoặc là nếu mà không bán á, thì chúng ta nên làm để cho cả gia đình mình thưởng thức được những món trà thơm ngon, bổ dưỡng mà sạch sẽ do chính mình là người làm ra. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo.